hai thứ thôi, đúng không? Hai vị thôi. Trong tại vì luận dẫn tử chương nguyên tố phương, nguyên tố phương thành phần có chỉ thực và bạch trục. Tán mịn đi, làm hoàng hồ, mỗi ngày uống khoảng 8-12 gram. Uống nước sắc lá sen ngày 2 lần. Công dụng là tiêu đạo hóa tích. Như vậy ăn uống không tiêu, có thực tích, đồng thời thanh nhiệt trừ thấp nữa. Bạch trục trừ thấp, người ta dùng nước lá sen cũng tăng cường tác dụng trừ thấp. Được dùng cho các chứng là bụng đầy, căng tức, đi tiêu lỏng, cầu lỏng, hoặc là đi lị, hoặc là tiêu khó do nó táo, nó bón. Thằng này không có thực tích thì không nên dùng, tại vì thằng này nó có chỉ thực, nó phá khí khá mạnh hả. Thì nếu như không có tích thì không dùng, có tích tích không dùng, nhất là những bệnh hư thì chúng ta không dùng, tuyệt đối không dùng hả. Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn, anh này đi cực mà. Xin lỗi các bạn, nó kiện tùy tiêu tích. Dùng khi tùy hư khí trệ, vì thằng này nó có chỉ thực, nó hành khí phá khí, ăn uống tích tụ lại, chỉ trục chỉ thực toàn tính mạnh. Chúng ta học rồi, chỉ thực chỉ sát thì chỉ sát nó hành khí là chính, còn chỉ thực nó phá khí gian nhập. Ăn uống tích tụ là ngực bụng có bí hả, bí kết trướng mãn đầy trướng lên, không muốn ăn, cũng không có cái chống chỉ định gì. Ở bài thuốc này, bạch trục là quân để kiện tỳ trừ thấp, giúp tỳ vận hóa được tốt hơn, đúng không? Thằng này bạch trục tôi đã nói rồi, nó kiện tỳ là chính, nhưng nó trừ thấp cũng rất hay, nó không bằng thương trục thôi, chứ còn thằng này trừ thấp cũng rất tốt. Mà khi kiện tỳ có nghĩa là trừ thấp đó các bạn, anh nào kiện tỳ trừ thấp, tại vì tỳ nó ghét thấp, nên kiện tỳ tỳ nó mạnh thì nó khử thấp được, nó vận hóa được đờm thấp. Còn chỉ thực là thần, dùng khi mà khí nó hóa trệ, tà khí nó hóa trệ, tiêu bỉ trướng mãn có nghĩa là nó đầy tức ngực bụng rồi. Còn lá sen hà diệp ấy, nó cũng dưỡng tỳ vị, tăng cường cái tác dụng cho thằng bạch trục thanh thanh, giúp cho thằng trục nó kiện tỳ tốt hơn. Như vậy là lá sen này thanh thanh, chỉ thực thì gián trọc, hợp lại làm cho tỳ vậy điều hòa được, làm cho tỳ khỏe, kiện tỳ lên, cho tiêu được cái tích trệ. Cái này là ăn mà nó người ta không biết, ăn uống rồi thì nó tiêu hóa không được, nó ẩm mạch, mà để không giải quyết được, để khi nó tính chất nó bị trướng đầy tức khung thì chúng ta dùng cái bài này. Tại vì trong đó cái chỉ thực nó rất là mạnh, nó phá khí, làm tan cái kết thì được. Nếu ăn quá nhiều mà làm trướng đầy ở trường vị thì chúng ta gia thêm thần cúc, thằng này nó cũng kiện tùy cương vị, thần cúc nó cũng vậy. Chúng ta thêm thần cúc sao, một lạng, rồi mạch nha sao, một lạng để kiện tỳ tiêu thực. Trong cái phần mà đông dược chúng ta biết là mạch nha tiêu thực tích các bạn, có nghĩa là thức chất bột đó. Còn sơn tra tiêu thực tích. Nếu đồ ăn nó làm tổn thương tỳ, đờm ẩm tích tụ lại ở dưới ngực, ở dưới bụng đầy, làm cho đầy trướng lên, chúng ta gia thêm trần bì, một lượng để kiện tỳ hóa đờm, đồng thời lý khí điều trục. Nếu tỳ hư ăn ít hoặc ăn vào không tiêu, ngực bụng đầy tức, chúng ta gia thêm một hương xa nhanh.
rồi chúng ta làm hoàng hả, làm hoàng bằng nước cơm á. Nước cơm nghĩa là khi chúng ta nấu cơm đi, đừng để nó cạn hẳn hả, chúng ta chắc bớt cái nước, ta cho nhiều nước vô nấu cơm, chắc lấy cái nước làm hồ để làm hoàng, làm viên bằng cái nước cơm đó. Nước cơm nó cũng chắc nó làm và cũng kiện tỳ vậy. Thầy ơi, cho em hỏi tại sao cái lá sen nó không gọi là liên diệp mà nó gọi là hà diệp ạ? À, nó có hai tên, là liên diệp là lá sen, hà diệp là lá của sông. Có nghĩa là người ta thấy là cái cây sen mọc trên sông rồi, hiểu chưa? Cái lá nó to mà cho nên nó đặt tên dần dần thành hà diệp, nghĩa là lá của sông. Cho nên các bạn nhớ cho hai cái tên đó để chúng ta biết. Để chừng đọc thấy hà diệp tưởng là cái lá gì hả? Liên diệp thì các bạn dễ nhớ rồi. Tự liên là sen mà. Nhưng cái nó còn cái tên hà diệp nữa, các bạn chú ý hộ. Mộc hương sa nhân nó làm ấm tỳ vị, tỳ vị hư hàn quá chúng ta gia thêm mộc hương sa nhân để nó ấm tỳ vị, nó kiện tỳ, đồng thời nó hành khí cũng tốt. Như vậy chỉ hai cái vị đó là chúng ta gia giảm thêm để mà sử dụng một vài trường hợp. Chúng ta có kiện tỳ hoa trong chứng trị chuẩn thành, gồm có bạch trục sao. Nếu như bạch trục sao các bạn, ngày xưa thì nó có hai cái cách sao. Trong các cái bài mà có chất kiện tỳ đây thì chúng ta sao cám các bạn tốt hơn hả? Chúng ta đặt cái chảo lên thật nóng, rồi ta cho cám vào, chúng ta đảo một chút đến khi cám nó bắt đầu nó bốc khói á, nó hơi bốc khói trắng á, thì chúng ta cho bạch trục và chúng ta đặt. Đến khi ta thấy cái mặt ngoài của bạch trục nó hơi biến màu một chút hả? Từ màu vàng sáng ra màu vàng sẫm là chúng ta dừng lại. Ta đổ vào một cái sàn, cho ta sàn cho cám nó ra đó, thì bỏ cái đó đi. Lấy bạch trục dùng, bạch trục để nó kiện tỳ sắc tốt. Sao cám thì rất là tốt. Mộc hương ta tán riêng. Mộc hương các bạn biết là nó kỵ lửa cho nên mộc hương không có sao xíu gì hết trơn á. Trường hợp mà nó mềm mềm khó tán thì chúng ta có thể là chúng ta để ngồi nắng một chút ha, cho nó giòn giòn hơn rồi chúng ta tán ra, không có sao. Còn liên cam thảo, bạch linh và nhân sâm. Đó là bài kiện tỳ hoa. Rồi thần khúc, trần bì, sa nhân, mạch nha. Chúng ta thấy là mạch nha sinh ra thần khúc có thường đi với nhau các bạn. Có sa nhân, rồi hoài sơn. Các bạn nhớ là hoài sơn này nó còn có tên là sơn dược hoặc là chánh hoài. Đó, là hoài sơn các bạn. Dùng đậu khấu. Thằng này thiên về tỳ vị mà nó hư hàn quá thì chúng ta dùng cái bài này. Trong này có một số cái vị thuốc có tác dụng mà nó ôn trung, nó sa nhân nó ôn trung hành khí, nhục đầu khó nó ôn trung kiện tỳ, chữa tỳ vị hư hàn quá rồi ăn uống nó không tiêu. Trên bài này nó tính là khá ôn, nó kiện tỳ, tỳ vị hư hàn quá chúng ta dùng bài này nó hay hơn. Cái này vì tán cho nên chúng ta tán miệng hết các cái là thuốc hả, rồi trưng thành bánh. Rồi làm hoàng. Làm hoàng với nước các bạn. Mỗi lần uống khoảng 8 gram với nước ấm ngày 2 lần. 8 gram mà nếu chúng ta làm viên nhỏ nhỏ thì đến 30 viên hay ít. Hôm nay kiện tỳ hòa vị, tiêu thực chỉ tả. Cái này bụng lạnh rồi, chảy rồi thì nó rất hay. Dùng trứng tỳ vị hư nhược quá hả, làm thức ăn đình trệ ở bên trong. Ở đây có sâm linh trục thảo để bổ khí. Cả bốn vị này đều là thuốc bổ khí, kiện tỳ. Trong đó bạch trục, phục linh. Lượng lớn để mà bổ tỳ, thẩm thấp chỉ tả. Thẩm thấp tức nó lợi thấp đó. Trường hợp mà bụng đồ đầy chướng với chảy thì thằng này có tác dụng thẩm thấp chỉ tả. Còn sơn tra, thần khúc, mạch nha đều là tiêu thực hết, nó hóa trệ.
ban này nó kết hợp lại là nó đầy đủ các cái vị thuốc có, chắc là nó kiện tỳ hóa trệ. Một hương sa nhân trần bì để lý khí hòa vị ôn trung quỳnh liên để thanh nhiệt táo thấp, như vậy làm thức ăn đình tích lại tiêu đi, tỳ để kiện vận vị khí là hòa, thấp nhiệt ở đi nó được thanh lại, thấp nhiệt ở tỳ vị nó được thanh lại. Vì thuốc kiện tỳ nhiều nên có tên gọi là kiện tỳ hoa, tác dụng nó là kiện tỳ hoa, chủ yếu nó kiện tỳ. Chúng ta sang cái phương thuốc tiêu bị hoa tích, có nghĩa là nó kết lại lâu, nó thành bí, gọi bí là nghĩa nó kết lâu, ăn uống nó không tiêu rồi nó đầy lâu ngày, thì chúng ta dùng cái phương tiêu bị hoa tích. Dùng chữa chứng trung trừng tích bỉ và các biểu hiện như cạnh sườn có bán tích sờ cứng hết hai bên sườn, nó cứng cái này bụng trên bụng trừng tích, có nghĩa là cứng nhất á, ấn vào thì đau, cự án phải gọi cự án, ấn vào thấy đau, bắt đầu ăn ít gầy ổ, đây là dạng bị ăn uống không tiêu rồi nó đầy tích lại, cái dạng suy dinh dưỡng các bạn, nhất là trẻ em rồi, bụng thì cứng nhắc, ấn vào thì la đau, cái dạng đó là bỉ rồi, ta gọi bỉ. Thì chúng ta dùng cái phương thuốc tiêu bỉ hóa tích. Các phương thuốc tiêu bỉ hóa tích có cái thuốc hành khí hoặc huyết mạnh, không? Hóa thấp, tiêu đờm, những kiên, nó làm mềm và cứng rồi đây. Ta thấy hai bên mạng sườn là cứng nhắc, sờ vào thấy cứng, bụng thì trướng lên cứng. Ở những em bé mà suy dinh dưỡng chúng ta hay gọi là cam tích rồi đó, cái dạng đó chúng ta phải dùng những bài thuốc này để xử lý. Những bài thuốc tiêu hóa ở trên thì nó tiêu đạo rồi, nó mới khô. Phương thuốc tiêu biểu là chỉ thực tiêu bỉ hòa, cái bài kinh điển của nó là bài chỉ thực tiêu bỉ. Gồm có can khương, bạch linh, chích thảo, mạch nha, bạch trục. Rồi bán hạ chỉ thực, còn liên nhân trâm hậu phát. Thằng này tiêu bỉ, trừ đầy, kiện tỳ hòa vậy. Dùng trong trường hợp tỳ hư khí nó trệ xuống, hàng nhiệt kết lại với nhau. Ở đây chỉ thực nó hành khí tiêu bỉ, nó phá khí gián nghịch, cho nên nó là quân. Còn hậu phát là hành khí trừ mãn đầy trước nữa, thằng hậu phát này nó thêm một cái đó, nó là thần. Hai thằng hợp lại để tăng tác dụng trừ bỉ mãn, phải gọi bỉ mãn hả? Còn hoàng liên là thanh nhiệt táo thấp trừ bỉ, nó thanh nhiệt táo thấp. Táo thấp ở trường vị thằng hoàng liên này cũng rất hay. Còn bán hạ để tán kết hòa vị, nó tiêu cái đờm nữa. Cho nên những cái trường hợp mà những cái bạn này mà bị khi kiết đồ ý ra nhầy nhớt thì thằng bán hạ nó rất hay trong trường hợp đó. Cùng hoàng liên như bán hạ nó tiện trường hợp đó. Chứng lị mà ra ý nhầy nhớt không các bạn. Can khương là ôn trung trừ hàn. Ba vị này giúp chỉ thực của hậu phát để hành khí tiêu bỉ. Nhân sâm có tác dụng là phù chính hả, kiện tỳ vị, vì nó là đại bổ nguyên khí mà, nó bổ mà. Bạch trục, bạch linh thì là kiện tỳ trừ thấp. Hai thằng đều có tác dụng trừ thấp hết, thằng bạch linh là trừ thấp tốt. Còn mạch nha để tiêu thực hòa vị, nó tiêu thực tích, tiêu chất bột đồ v.v. Nó cũng có cái men alpha amila các bạn. Cái mạch nha là thấp mạch nha. Cái thời gian mà chúng ta không nhập được thấp mạch nha thì các ông lương nhà y nhà ta là ông đem lúa các bạn. Bắt đầu cho nảy mầm chút rồi pha khô. Thay cái vị thuốc mạch nha. Tại vì khi cái hạt lúa chúng ta nảy mầm thì cái trong mầm nó cũng chứa rất nhiều alpha amila. Cho nên người ta làm cái đường mạch nha, người ta dùng cái này nè. Dùng alpha là thủy phân, tinh bột trong gạo á. Khi cây lúa mà
khi nó nảy mầm các bạn, bắt đầu nó chuẩn bị nó xuất hiện màu xanh là chúng ta cho phơi khô, à, cho ngừng lại. Thì entamilaza trong nó hàm lượng rất là nhiều, nó thủy phân tinh bột rất là tốt. Nhưng mạch nha giờ chúng ta nhập nó dễ rẻ hơn, không cái gì. Mạch nha để tiêu thực hòa vị, còn cam thảo ít khí kiện tỳ, điều hòa các vị thuốc với nhau, đóng vai trò là đại sứ. Như vậy là chúng ta hết các chương thuốc cả. Bây giờ chúng ta sang một chương thuốc cuối cùng là thuốc bổ các bạn. Như vậy là tất cả các cái chương thuốc ta học từ trước giờ là có tính chất tả là chính, cũng giống như đông dược. Còn để trị các hư chứng thì thường là chúng ta đi dùng các cái nhóm thuốc bổ, thì chúng ta có một cái chương cuối cùng là chương thuốc bổ. Bây giờ chúng ta khảo sát hết chương đó hả? Ngày mai nếu như còn chúng ta học tiếp tí rồi chúng ta sẽ sang các cái phần phụ khoa. Tôi sẽ nói cho các bạn cái thêm cái phần phụ khoa nó rất là hay, chúng ta có thể ứng dụng. Tại vì cái chương thuốc phụ khoa này là đã có kinh nghiệm, bản thân tôi cũng dùng rất nhiều cái bài trong cái phương thuốc đó, thấy hiệu quả rất là tốt, thảo luận rất là hay, nó nhắc luận nhắc trị, cho nên là gặp cái trường hợp đó thậm chí chúng ta có thể không cần xem mặt, chúng ta cứ đầu thang theo hướng đó rồi gia giảm cũng được, cũng rất là hay, rất hiệu quả, tại vì người ta giảng giải rất kỹ lưỡng. Bây giờ chúng ta sang cái chương thuốc bổ, là cái chương thuốc có tác dụng trị các chứng hư. Chúng ta học nào ôn nào thanh nào là hạ là các bạn thấy la chiếu chưa các bạn? Dạ rồi thưa thầy. À, chúng ta sang cái chương thuốc bổ. Nói chung là chúng ta trình bày được định nghĩa, phân loại và những chú ý khi sử dụng các bài thuốc bổ. Ta phân tích sự phối hợp công dụng cũng như ứng dụng lâm sàng của các cái phương thuốc bổ mà chúng ta sẽ học. Và lần lượt chúng ta khảo sát một số cái thang thuốc bổ, đó là tứ quân tử. Tứ quân tử hay gọi tắt là tứ quân, tức là xâm linh trục thảo, rồi xâm linh bạch trục tán, rồi bổ trung ích khí. Là cái thang thuốc có chống bổ khí, như thanh dương khí, thanh đề hạ, dùng trong các trường hợp mà các cái bộ phận nó xa giáng xuống hả, kể cả các cái bệnh sáng khí, xa ruột đồ v.v., xa tử cung, xa dạ dày, nói chung tức là khí nó hư, nó trệ thì chúng ta dùng cái bổ trung. Rồi tứ vật có nghĩa là bổ huyết, thang tứ vật các bạn, tức là khung quy thuộc thừa, quy trì dùng để mà đưa huyết nhập tỳ. Cái nguyên tắc của thang quy trì tức là đưa huyết nhập tỳ, thành tựu nó có tên là quy trì. Dùng trường hợp mà tỳ nó hư, nó không nhíp được huyết, nó không quản lý được cái khối lượng máu thì tỳ là nhíp huyết không. Quy trì hư nó không nhíp được huyết, cho nên huyết nó không đủ để dưỡng tâm, tâm nó không tàn được thần. Thành thử là trong trường hợp này thì nó hay bị mất ngũ khí hư mà liên quan tỳ, cái khả năng nhíp huyết của tỳ nó kém, ngủ được không được, vân vân, thì chúng ta dùng cái thang quy trì. Và cái nguyên tắc của thang quy trì chính là đưa huyết nhập tỳ, cho nên cái tên là quy trì. Là lục vị. Lục vị địa hoàng, hoàng có nghĩa là cái thang lục vị các bạn, tức là nó chuyên về bổ âm, bổ chân âm có nghĩa là bổ thận âm, gồm có 6 vị. Rồi kỷ cúc địa hoàng hoàng, và thêm kỷ tử và cúc khoa cho nó tên là kỷ cúc địa hoàng hoàng. Rồi bách hợp cố kim. Bách hợp là cái vị thuốc nó bổ phế âm, bổ vị âm. Cố kim là nó trị các chứng mà phế khí rồi hư nhiều các bạn. Nhất quan quân tiễn, thận khí hoàng tức là bát vị, bên chất là bổ thận dương, tú quy hoạt. Đó là những bài thuốc bổ kinh điển mà các bạn cố gắng nhớ. Cả chương thuốc bổ thì nó nhiều,
từ toàn bộ gần như là khi cái bệnh triệu chứng thì chúng ta có nhiều nhóm thuốc để xử lý, triệu chứng chúng ta có nhóm thuốc bổ không, cho nên nhóm thuốc bổ nó sẽ nhiều lĩnh vực hơn. Thì bổ hôm nọ ở phần đông dược chúng ta biết là phải có loại thuốc thì bổ huyết, bổ âm và thuốc bổ khí, bổ dương, nó có bốn lĩnh vực để chúng ta xử lý. Bộ phận nào nó hư chúng ta xử lý ở bộ phận đó. Nói chung thuốc phúc bổ thường được sử dụng để điều trị các cái bệnh mãn tính, cũng như là được dùng như là các cái phương thuốc điều trị hỗ trợ trong các bệnh mãn tính, giúp nâng cao thể trạng, có nghĩa là bồi bổ sinh lực cơ thể sau các cái bệnh mãn tính kéo dài, hay là sau phẫu thuật, sau khi sinh, sau khi hóa xạ trị, vân vân. Chúng ta dùng các thang thuốc này đó. Những bài thuốc bổ là những bài thuốc gồm các loại thuốc có tác dụng là bồi dưỡng, làm cường tráng cơ thể, tức là chữa những cái chứng hư gồm có âm hư, dương hư, khí hư, huyết hư, vân vân. Cho nên những cái bài thuốc bổ được chia thành bốn cái loại chính, đó là bổ khí, bổ huyết, bổ âm, bổ dương, dùng điều trị các cái chứng bệnh mãn tính, những cái tình trạng mà cơ thể suy nhược. Rồi những bệnh nhân ung thư sau khi hóa trị xạ trị, chúng ta dùng các phương thuốc này để mà tăng cường cái thể lực để họ có thể chịu đựng được thuốc. Từ hóa trị xạ trị là nó phá vách cơ thể rất dữ dội. Để ôn lại, chúng ta thấy là nó có bốn lĩnh vực. Thứ nhất là bằng những bài bổ âm, tức là những bài thuốc để chữa các chứng âm hư như can âm hư, rồi thận âm hư, phế âm hư, v.v. Biểu hiện là người khô khao, tăng dịch đồ khô kém, huyết đổ nhiệt nóng, v.v. Trường hợp đó chúng ta dùng cái bổ âm để sinh tăng dịch. Bộ âm tiến hành cũng như trong việc chúng ta biết thiên môn, mạch môn rồi, vâng, hả, tá hạp rồi đó, còn tinh ngọc trúc rồi bạch thược, vâng. Ở đây bổ dương, bài thuốc bổ dương này người ta cũng hay nhầm lẫn. Tôi đã nói với các bạn rồi, cái khái niệm dương người ta hay nghĩ đến thận dương, cho nên ở đây người ta cũng nói là những bài thuốc bổ dương dùng chữa chứng dương hư. Dương hư là tự hán, dương hư là sinh ngoại hang rồi mới là dương hư, chứ không phải là chủ yếu là chữa thận dương hư. Cho nên những bài thuốc bổ dương ở đây người ta cũng nói mà rằng bổ dương, nhưng thật ra cũng toàn là những bài thuốc bổ thận dương là chính, chứ không phải bổ dương. Hôm nào tôi nói chắc các bạn còn nhớ, bổ dương là chúng ta làm sao để bổ dương, là chúng ta bổ khí là thêm các vị thuốc bổ dương mạnh như là phụ tử đâu, không có thì nó mới có thể bổ dương. Bổ dương ở đây là nghĩa là phải bổ tâm dương mới đúng là bổ dương. Còn ở đây cái khái niệm của người ta hay nhầm lẫn giữa bổ dương với bổ thận dương. Chúng ta chú ý để mà khi gặp cái chứng thận dương hư thì chúng ta muốn dùng thuốc bổ thận dương. Thận dương hư nó biểu hiện là xương cốt đồ đau nhức, rã rời, lưng đồ lạnh lẽo, đầu gối đồ lạnh lẽo, đó, di tinh liệt dương, vân vân, đó là thận dương hư. Thì dương hư là tình trạng suy tim các bạn. Nếu tây y tức là suy tim, tức là ta nói là tâm dương, đúng không? Suy tim là tâm dương nó hư, thì bổ dương thực sự phải bổ là tâm dương đó mới đúng. Còn ở đây ta trình bày theo cái khía cạnh là bổ dương ý là bổ thận dương, nó không phải như vậy. Bổ khí, các bài thuốc bổ khí là những cái bài thuốc chữa hội chứng khí hư, biểu hiện chủ yếu là phế khí hư hoặc là tỳ khí hư. Biểu hiện lâm sàng nó là người uể oải, mệt mỏi, vô lực, hơi thở ngắn, không muốn hoạt động, vân vân. Còn bổ huyết là những bài thuốc dùng chữa chứng huyết hư. Trên lâm sàng thường để tăng cường tác dụng bổ huyết, có phối hợp thêm các vị thuốc bổ khí để hành khí, vì muốn bổ huyết phải hành khí. Bổ huyết là những cái vị thuốc mà nó tăng cường cái tác dụng kích thích cho cái hệ tạo huyết, sinh huyết dịch cho cơ thể, nó làm cho người hồng hào tươi nhuận. Những người nào huyết hư huyết nhiều mà bức rứt nóng nảy trong người, huyết hư nhiều sẽ dẫn đến âm hư, thì thuốc bổ huyết là nó bổ cái phần huyết, kích thích cái hệ tạo huyết. Trên thực tế thì bổ huyết là chủ yếu là bổ vào tâm can tỳ các bạn. Từ tâm can tỳ là ba cái tạng nó chủ huyết mà liên quan đến huyết. Dùng thuốc bổ trước hết phải chú ý đến tỳ vị,
Cái này chúng ta cũng đã nói phần động dược, cái tỳ vị nó hư hàn quá, nó không chấp nhận, chúng ta không bổ được. Ngũ tạng tỳ kỳ mẫu tôi nói rồi, cho nên tỳ mà nó suy nó yếu thì chúng ta cứ bổ vô là nhiều khi lại nguy hiểm nữa. Thành thử tỳ nó chấp nhận, thành thử là khi bổ âm rồi, nhất là bổ âm rồi các bạn, dễ làm cho tỳ rồi nó hư hàn dữ. Trên bài thuốc bổ âm chúng ta phải đưa thêm những cái thuốc kiện tỳ rồi vô để nó hấp thu được thuốc. Còn chứng hư lâu ngày chúng ta phải bổ từ từ, liều lượng nhỏ chứ, rồi chúng ta tăng dần lên. Những người mà suy nhược nó lâu ngày quá rồi, bây giờ chúng ta muốn bồi dưỡng, chúng ta không thể đưa nhiều vô, họ không có đủ năng lượng hấp thu, nguy hiểm. Và trường hợp đó chúng ta phải bổ từng lượng nhỏ, lần nhỏ, vân vân. Cái này nguyên tắc này chúng ta cũng đã nói kỹ ở phần đông dược rồi. Tùy theo tình trạng của người bệnh, tùy theo giai đoạn tiến triển của bệnh, có thể chúng ta phải phối hợp với một số cái nhóm thuốc, thuốc chữa bệnh khác nếu như bệnh lý nó vẫn còn. Bổ và công thì chúng ta đã biết là chữa bệnh. Khi có bệnh chúng ta phải ưu tiên chữa bệnh là chính, đúng không? Tức là thực phải lấy công làm bổ là chính. Nhưng khi mà tình trạng cơ thể nó suy nhược thì bệnh nó kéo dài rồi, cơ thể suy nhược thì chúng ta phải vừa bổ vừa chữa bệnh, vừa bổ, vừa công vừa bổ. Còn trường hợp bệnh nó hư nhược quá đi, chúng ta ưu tiên bổ là chính để có sức khỏe mới hấp thu thuốc được. Lúc đó là hư thì phải lấy bổ làm công ở chỗ đó. Cái này thì đông y chúng ta rất hay, cho nên là những người mà hóa trị xạ trị rồi chúng ta kết hợp với thuốc bổ của đông y, có thể là cơ thể nó nâng đỡ cơ thể, có thể là chúng ta điều trị được dễ dàng. Thì giữa các cái đợt xạ trị chúng ta nên uống thuốc bổ đông y này để nâng cao thể trạng và hồi phục trở lại các chức năng của. Tại vì sau một đợt khó trị là người nó hư hao dữ lắm, mà ta cứ tấp vô một vài liều liền. Còn uống thuốc bổ tây y là không ăn thua các bạn. Trường hợp đó chúng ta uống mấy thứ polyvitamin rồi mấy phạt ma tông rồi không ăn thua gì hết. Trường hợp là chúng ta bổ thực sự bệnh đông y mới đây, mà chủ yếu là bổ khí, chúng ta chú ý khó trị xạ trị nó hại lắm. Cho nên tùy theo trường hợp của bệnh, giai đoạn tiến triển của bệnh là chúng ta nặng về bổ là chính, hay là nặng về công là chính, tư trị bệnh là chính đó. Còn khi đương nhiên bệnh tà rút lui hết thì chúng ta phải bổ là thôi, không công giết thì cả vân vân. Thì tùy theo giai đoạn ấy thế rồi mà chúng ta dùng các loại thuốc cho nó phù hợp. Thuốc bổ phải được nấu sắc trong thời gian lâu. Tôi nói rồi, những cái vị thuốc mà mỏng manh có tác dụng phát tán giải biểu thì thường là nó có chứa tinh dầu mỏng manh, nó chứa tinh dầu, nếu chúng ta sắc lâu thôi tinh dầu đi hết thì tác dụng phát tán nó giảm đi, giảm xuống đi. Chúng ta sắc nhanh, sắc lửa lớn cho nhanh sôi, và đồng thời thời gian sôi khoảng 15 phút và chúng ta tắt để khi mà tinh dầu nó chuẩn bị nó bay ra thì chúng ta cũng dừng lại. Tầm máu sắc tinh dầu chưa ra đâu bạn, vì nó nằm ở trong các cái túi tiết tinh dầu vẫn chưa ra. Ta nấu thì nó sôi lên một lát là bắt đầu là cái hơi nước nó kéo tinh dầu ra, lúc đó là chúng ta bắt đầu dừng lại. Sôi còn ít phút là chúng ta dừng lại. Sắc nhanh như vậy và sắc bằng lửa lớn ta gọi là sắc lửa vỏ hay lửa vũ. Sắc đó là để lấy khí, lấy chất bay hơi đó, ta gọi là lấy khí. Còn thuốc bổ chúng ta sắc lâu, sắc lửa nhỏ nhỏ thôi mà sắc lâu kéo dài, nó sôi rồi các bạn, chúng ta sắc kéo dài khoảng cả tiếng hồ vậy để lấy vị, để thuốc nó ra hết. Thì thuốc bổ là người ta gọi sắc lấy vị, và cái lửa đó gọi là lửa phăng, nghĩa là lửa nhẹ nhàng riu riu thôi, sắc không được sắc khổng quá, không sắc lâu, không sắc là lửa to, sắc kéo dài chứ không phải sắc lửa to, để các chất thuốc nó ra được hết. Nghe xét lâu rồi các bạn. Bệnh hư do hậu thiên. Hậu thiên tức là do tỳ vị tiêu hóa rồi kém á, thì chúng ta lấy bổ tỳ vị là chính. Còn bệnh hư do thiên bất túc, có nghĩa là do thận tinh rồi nó kém. Cái tiêm thiên này là thường là do bố mẹ rồi di truyền sang. Tiêm thiên này là cái tinh tiên thiên này là do cha mẹ truyền đấy, thằng thận nó nắm giữ, thì chúng ta lấy bổ thận là chính.
Nếu như cái hư do tiên do hậu thiên, chúng ta lấy tỳ vị làm chính, đúng không? Còn cái hư mà do tiên thiên thì chúng ta lấy thận làm chính. Tại tinh tiên thiên là tinh của thận, do cha mẹ, thọ bẩm của cha mẹ để lại. Rồi chúng ta sang các cái thuốc bổ khí. Những bài thuốc bổ khí là những cái bài thuốc chữa hội chứng khí hư. Biểu hiện chủ yếu là phế khí hư, như ho, khó thở, cơ thể mệt mỏi, tiếng nói thì nhỏ, sắc mặt thì tái nhợt, trắng bệch, v.v. Đoạn ho, thở ngắn nữa. Hoặc là các hội chứng của tỳ khí hư, như chân tay mệt mỏi, rã rời. Tỳ vị nó chủ tứ chi cơ nhục mà. Chân tỳ nó hư là tay chân nó rã rời đó, không muốn hoạt động. Ăn uống đồ kém, rối loạn tiêu hóa. Thật xa cái tạng phủ, như xa tử cung, xa dạ dày, thoát vị bẹn vật. Thì bổ khí chính là bổ tỳ khí, như vậy, với phế khí là chính. Nếu bổ huyết thì chúng ta phải nói đến can, tỳ và tâm. Còn nói bổ khí chúng ta phải nói phế tỳ. Thường dùng các vị thuốc như là nhân sâm, sâm linh trục thảo được, bạch trục hoàng kỳ, cam thảo. Có các bài thuốc rất nổi tiếng, kinh điển, như là bài Tứ Quân Tử Thang, chúng ta hay gọi tắt là Tứ Quân. Bài Bổ Trung Ích Khí, bài Xâm Linh Bạch Trục Tán, rồi Quy Tỳ Thang, v.v. Thường dùng trong các để điều trị các bệnh lý do tiêu hóa này, hoặc là do hô hấp, cơ thể suy nhược nói chung, sức đề kháng được điều kém hết. Ta nói bổ khí có nghĩa là nói về sức đề kháng rồi đó. Ta nó tăng sức đề kháng có nghĩa là phải dùng cái bài bổ khí, đúng không? Cho nên nếu như trong trường hợp mà chúng ta đề phòng COVID thì chúng ta có thể dùng các thuốc nóng ấm. Bổ khí là phải nóng ấm. Chúng ta có thể nấu nước xả, gừng, rồi nước chanh với mật ong thì uống không được, để mà tăng sức đề kháng. Chứ còn khi bị COVID thì thằng này nó không phải điều trị được COVID. Có nhiều người cho rằng cái này để trị COVID không phải. Làm sao trị COVID được? Tại COVID là cái dạng thông nhiệt mà cảm nhiệt mà. Cho nên chúng ta dùng đồ mát chứ. Thế sao dùng đồ nóng được? Đúng không? Xả nóng nhiều lắm. Cho nên các người nghe này cứ uống đi thì chảy máu cam rồi ra. Tăng huyết áp rồi lên. Đâu phải. Chúng ta uống mà có chất tăng sức đề kháng, nhưng mà uống ít thôi. Ví dụ ngày chúng ta uống buổi sáng ly là được, để nó tăng sức đề kháng, có nghĩa là bổ khí. Còn nếu như thực tế mà nếu mà cần uống thuốc mà nó tăng sức đề kháng để mà chống lại virus rồi vân vân thì chúng ta phải uống những cái vị bổ vệ khí, ví dụ như quỳnh kỳ rồi đó. Tại vì bây giờ người ta tin vào vaccine đó. Thứ hai nữa không phải là tiêm vaccine mà do pháp luật đã áp đặt. Thì các bạn có bây giờ trong thời gian có khoảng ký quỳnh kỳ ha, cái bạch trục rồi chúng ta uống rền rền như cam tháo thế này, thì chẳng cần phải tiêm vaccine nào, vaccine rất siết cả. Có nhiều người tiêm vaccine rồi là có tác dụng gì đâu mà. Các bạn thấy các nước như là Israel tiêm đến 65-70% rồi, bây giờ nó lại là cái chỗ mà nhiễm rất nhiều. Thì được cái vaccine là khi mà bị á, nhiễm thì nó ít nặng hơn, chứ không phải là không nặng. Cả người tiêm hai mũi vaccine rồi vẫn chết như thường. Vaccine bây giờ nó chưa, tại trong thời gian ngắn quá người ta nghiên cứu vaccine không kịp, cho nên nó có nhiều cái dở lắm. Nhưng mà giờ người ta cứ đinh rằng tiêm hai mũi vaccine là miễn dịch cộng đồng, miễn dịch gì đâu. Bây giờ những nước tiêm đầu tiên bây giờ bắt đầu quay lại, dịch nó tràn lan dữ dội nữa. Như Israel, như Pháp, như Anh rồi giờ nhiều lắm. Cho nên để tăng sức đề kháng này, đồng nếu đồng y chúng ta có quỳnh kỳ và trục cam thảo rồi các bạn uống thì không cần vậy. Nếu có sâm thì càng tuyệt vời. Cho nên nói về bổ khí là chúng ta phải nói những thuốc nó ấm, có tác dụng ấm. Thường thường thuốc bổ khí dùng để điều trị các bệnh lý tiêu hóa, hỗ trợ hô hấp. Tại vì tỳ với phế là hai thằng làm chủ về vấn đề đó. Rồi những trường hợp suy nhược có thể nói chung sức đồ đề kháng đồ giảm. Và chúng ta dùng bổ khí trong các trường hợp như vậy. Chúng ta thang tứ quân tử thang, tức là xâm linh trục thảo các bạn.
Ngày xưa chúng ta học thì nó cho nó gọn gàng dễ nhớ ha. Thì có xong lên trục thảo đó. Thì bài thuốc, khi mà dùng các bài thuốc, các cái sang thuốc mà có chất giải cảm đồ, thì nếu có cam thảo chúng ta dùng cam thảo sống các bạn, xưng cam thảo. Còn các sang thuốc bổ mà có cam thảo có nghĩa là đã chích chích cam thảo, dùng các trường hợp bổ. Và thuốc này gồm có nhân sâm, có thể thay bằng đảng sâm. Đảng sâm số lượng nó tăng lên, phục linh, bạch trục, cam thảo. Đây là bài thuốc bổ khí kinh điển nhất. Từ đó chúng ta nên phối hợp dài giảm. Thành ít khí kiện tỳ. Trong này cái nhâm sâm nó kiện tỳ, ít khí, nó dưỡng vị, có nghĩa điều hòa phần dinh vệ, nó bổ nguyên khí là quân. Thằng này là bổ khí là tốt nhất hả, nó là quân. Còn bạch trục thì kiện tỳ là chính hả, táo thấp. Khi tỳ vậy mà nó hư nhược, nó thấp đồ, tỳ vậy làm cho tỳ vậy khốn đốn hả, ăn uống đồ không ngon, miệng không tiêu vân, thì chúng ta bạch trục nó là số 1, nó vừa kiện tỳ, nó vừa táo thấp nữa. Rồi phục linh cũng hợp với bạch trục, cũng là táo thấp, để kiện tỳ nữa. À, kiện tỳ là thấm thấp, thằng này nó tăng cường thấm thấp, nên nó đưa ra nước ra bằng đường tiểu, tăng cường chức năng vận hóa của tỳ vị là thần. Còn cam thảo này bổ trung hòa vị là tá. Ứng dụng lâm sàng theo học cổ truyền thì dùng khi tỳ vị khí hư, người nó mệt mỏi vận động rồi nhiều thì thở nhanh, thở gấp, chán ăn, đi tiêu là lắm, chân tay không có sức. Tại vì tùy chủ tứ chi kinh nhục nên các bạn nó tùy nó làm cho tay chân đồ rã rời vậy, không còn muốn làm cái gì hết trơn, tùy hư nữa nghĩa. Thì y học hiện đại nó là rối loạn tiêu hóa hả? Cái tỳ khí hư nhược là nó theo kiểu y học hiện, cổ truyền cho nó hiện đại. Hiện đại nó chỉ cần nói là nói chung là rối loạn tiêu hóa thôi. Nó phản ảnh hết các cái lâm sàng của bệnh đó. Nó có nhiều cái bài được cấu tạo từ bài Tứ Quân này. Tỳ vị nó hư nhược, mà kim khí trệ như ở hơi, ở vùng thượng vị đầy tức vân. Chúng ta sẽ thêm trần bì để lấy khí hóa trệ, gọi là bài dị công tác, dị công tác. Thường dùng chữa chứng rối loạn tiêu hóa, đầy hơi rồi, ở ngực ở xuôi các bạn, ăn uống không ngon mà ở ngực ở xuôi, chúng ta dùng bài dị công tác, tức là gồm có Tứ Quân với trần bì thế thôi. Còn trường hợp thì vị khí hư mà đàm thấp nó ngưng trệ hả, đàm nó vận hóa, tỳ nó vận hóa đàm thấp, mà khi tỳ hư nó đàm nó ngưng trệ nhiều. Có triệu chứng là ho có nhiều đàm, đàm thì trắng trong, có nghĩa là lạnh lẽo, thể lạnh lẽo, khó thở vân vân, thường gặp trong bệnh viêm phế quản mãn tính, thì chúng thêm cả bán hạ trần bì vô để vừa lý khí vừa hóa đàm, thì cái bài đó gọi là bài lục quân, lục quân tử thang, hay gọi tắt lục quân, nếu xâm linh trục thảo trần bì bán hạ là lục quân. Như vậy nếu như chúng ta có bốn vị bộ khí đó, chúng ta gọi là Tứ Quân, đúng không? Thêm trần bì ta gọi cái thang dị công tán. À. Còn thêm cả bán hạ vô nữa thì được sáu vị đó ta gọi là lục quân. Như vậy những cái bài khi gặp cái chứng khí hư, chúng ta dùng các bài thuốc cơ bản này để gia giảm. Bài xâm linh bạch trục tán gồm có xâm, linh, trục, cũng cầm thảo đúng không? Có Tứ Quân rồi thêm Hoài Sơn. Đó. Rồi thêm biến đậu, liên nhục. Thằng này thêm về tỳ thôi, kiện tỳ là chính hả? Rồi ý dĩ xa nhân các cánh. Bài này họ xâm lên bạch trục tán. Cũng có bài Tứ Quân đúng không các bạn? Nhưng thêm Hoài Sơn. Rồi thêm biến đậu liên nhục. Đó, toàn bộ những cái là kiện tỳ không, ý dĩ nó cử thấp. Rồi xa nhân nó cũng ôn tỳ. Đó. Với các cánh để nó đưa thuốc.
Cái này người ta tán bột mịn ha, ngày uống khoảng 8-12 gram. Hoặc là có thể là cấu tạo thành than thuốc để sắc uống cũng được. Công dụng nó bổ khí kiện tỳ, bảo vệ thẩm thấp. Thằng này dùng khí tỳ vì nó hư rất hay hả? Vì toàn những vị kiện tỳ không? Bạch chuột rồi hồi sơn hả? Rồi liên nhục ý dí đúng không? Bạch biến đậu. Trong bài thuốc chúng ta thấy có thứ quân bổ khí kiện tỳ là quân, nghe bốn vị đó luôn. Còn hồi sơn cái gì biến đậu sa nhân nó kiện tỳ, nó hành khí, nó lợi thủy. Cùng với liên nhật nó cố sát để hỗ trợ cho bạch trục kiện tỳ, hóa thấp. Bốn thằng đó cũng là nó kiện tỳ, gia cố cho bạch trục, cho nó đứng làm thật. Còn các cánh thì dẫn thuốc vào phế, ít khí bổ phế. Em thảo thì nó hòa trung kiện tỳ, nó tá sứ. Ứng dụng lâm sàng theo cổ truyền là dùng trường hợp tỳ vậy bị hư nhược, ăn uống không tiêu, bụng lúc nào cũng đầy ấp ách, buồn nôn, tiêu lỏng, chân tay không có sức lực, tỳ phế điều khí điều hư như là ho đờm nhiều, chán ăn mệt mỏi, trường hợp với khí tỳ khí điều hư, chúng ta dùng bài này rất hay. Còn y học hiện đại cũng cho là cho rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, hoặc là lao phổi đúng không? Bài bổ trung, bài này là bài bài kinh điển rồi các bạn. Bài là sẽ thi khi thi tốt nghiệp, người ta chọn tất cả các bài thuốc trong cái chương trình của chúng ta đây, người ta chọn ra 30 bài để các bạn thi, cho nên cái đây là cũng cái môn cơ bản các bạn. Bài bổ trung ích khí, chúng ta thấy có hoàng kỳ, bài này mới có xuất hiện hoàng kỳ, có sâm kỳ, rồi quy đó, xài hồ thân ma đúng không, trần bì. Ở đây người ta cam thảo nữa, nhưng mà cái thang bổ sung ích khí thường trong các cái tài liệu cũ nó có thêm cái ối khương nữa các bạn. Ngày xưa ta học thì nó gồm có sâm kỳ quy trục không? Rồi xài hồ thân ma, trần bì, ối khương, cam thảo. Ối khương tức là gừng nướng hả? Chúng ta cho thêm 3-4 lát gừng nướng vô để sắc uống. Bài này bài rất là kinh điển, thậm chí là nó được ứng dụng để trị rất nhiều cái hội chứng bệnh khác nhau. Có thể dùng cái bài này gia giảm để trị rất là nhiều bệnh, rất là đa dạng các bạn. Kể cả cảm, nếu như trường hợp mà cảm sụp xịt đồ, chúng ta thay nhân sâm này bằng sa sâm, thay bạch trục bằng thương trục để chúng ta dùng thang làm trị cảm. Nếu như cảm hàn chúng ta gia thêm nào là tử tô, kinh giới gì đó, bạch chỉ đồng vân. Đau đầu đồ quá chúng ta dùng cái bạch chỉ độc quật, cương quật đồ hả, phòng phong đồ vô. Còn nếu như cảm nhiệt chúng ta cho thêm các căn, thêm hoa phấn rồi thúc hoa đồ vô, đó đại khái như thế. Ta dùng bài này ta quyền biến này. Còn trường hợp sốt rét thì chúng ta gia thêm thảo quả rồi vô hả, gia binh lan thảo quả rồi. Nếu mà lạnh nhiều quá chúng ta gia nhiều thảo quả vô. Còn nếu mà nóng nhiều quá chúng ta bội xài hồ lên, giảm bớt cái thảo quả đi. Đó, cũng dùng bài này đã gia giảm để trị rất nhiều bệnh khác nhau. Rất là, và rất hiệu quả. Cho nên người ta có cái chuyện này. Cái ông thầy này cũng dạy nhiều học trò lắm. Hả? Ông cũng làm thuốc nữa, dạy nhiều học trò. Cái khó đó ra trường, sau đó ông nghe có thằng, hồi nó học trong lớp, nó nói thằng cá biệt. Nó không biết gì hết. Nó học ngu lắm. Vậy mà sao ra năm sau không thấy thằng nó làm đất, người ta đồn nhau thôi, thằng mấy đứa bạn, mấy đứa học trò kia đến cho bạn, ôi bạn ấy bây giờ làm đất lắm thầy, khách đồn nườm nượp, bởi vì nó thiếu cũng khói, không thấy lạ quá mà ông nhớ lại thì thằng này hồi trước học ngu lắm mà trong lớp nó học nó có biết gì đâu, giờ ra làm thuốc là tự nhiên đất khách. Chờ ông hôm đó ông đến cho có ý là ông đến ông vừa thăm nó nhưng ông vừa xem thử nó làm sao mà ngồi nó học đúng là không biết gì. Đến thì thằng học trò thấy thầy đến cho nên cũng gọi vàng đun nước đem ra mời thầy uống.
ông mới nói là mày làm sao mà hồi trưa tao nhớ mày học không kém lắm mà sao giờ ra là làm sao thầy. Nó cũng nói thật, nó nói thật thầy con có biết gì đâu, hồi học thầy con có biết, có nhớ gì không, con nhớ mỗi bài bổ trung mấy khí không, bây giờ bệnh gì con cũng bổ trung khí mà sao nó khỏi hết rồi. Ông Toàn tức cười quá, bệnh gì cũng dùng bổ trung khí được, nghĩ bụng rồi. Ông nói thế thì giờ tao hôm qua tao bị hấp xương cá mày thử mày làm tao than gì nó khỏi được. Anh nói, dạ bổ trung khí thầy. Ông Toàn nghe tức cười không, cười một cái văng xương cá ra, có nghĩa là cái bài này nó rất hay, bản thân cũng rất hay. Cho nên các bạn ra cũng cần phải biết nhiều phương thang quá đâu. Các bạn chỉ cần biết vài ba chục phương thang rồi chúng ta quyền biết. Trong mỗi cái lĩnh vực bệnh, cái hội chứng bệnh khác nhau, chúng ta nhớ một bài, một thang. Đó. Giống như trình tự chúng ta đang học đây. Đừng nhớ nhiều quá. Thí dụ bây giờ, phát tán phong hàn, chúng ta có bài ma hoàng thang, phải thôi, thế thực, thực chứng á. Hư chứng thì chúng ta có quế trì thang. Còn nếu như thanh phong dẹt thì chúng ta dùng xài các giải cơ chẳng hạn. Đó, chúng ta mỗi cái hội chứng bệnh chúng ta nhớ cho một thang đại diện cho nó, rồi nó đem mổ xẻ ra với thực tế người bệnh đây, nó là thể phong hàn phong nhiệt đây, thế nhưng ta dùng bài đó ta gia cái gì vô, ta bớt cái gì đi đó, thì nó hay là hay vậy. Ta không cần phải nhớ nhiều quá, nó lòn óc ấy. Từ cái đầu chúng ta phải sọt rác cái gì cũng quản đại cho nó được. Quấn là nhiều quá nó đầy, không tiếp thu được nữa. Cho nên chúng ta nhớ vừa phải một số thường thành, rồi chúng ta linh động để chúng ta vận dụng. Mà muốn vận dụng tốt đương nhiên chúng ta phải học đi học lại nhiều cái đốc dược, nghiên cứu kỹ từng vị cái thằng này nó có tính chất như thế nào. Ví dụ bây giờ thổ phục linh nó khử thấp rồi, trong gân xương rất hay, trên đau nhất gân xương mà thể thấp thì phải có nó. Nhưng mà khử thấp vì giải nó cũng khử thấp mà nó ở lĩnh vực, nó ở bàng quang, kinh bàng quang, cho nên là các cái chứng liên quan bàng quang thì nó khử thấp ở đó. Bàng quang đường tiết niệu rồi, trên đáy đục đấy rồi, không có dạng thấp gì có bàng quang đấy không, cho nên mình so sánh dữ, nhất là những vị mà nó có tác dụng giống nhau, chúng ta xem thử là cái thằng đó nó mạnh về cái gì đó, nó cũng như thằng này nhưng mà nó mạnh về cái gì hơn, còn thằng này nó mạnh về cái gì hơn, khác nhau ở chỗ nào để chúng ta sử dụng cho nó. Ta gọi là thuốc, dùng thuốc nó dùng dược dùng binh. Có nhiều người dùng thuốc hay như thần, tức là chỉ cần người ta cũng bài đó, người ta bỏ đi cái này một chút, ta thêm một chút là nó thành ra bài khác, là trị cái hội chứng khác, chứ không cần thuộc nhiều. Nhưng bài bổ trung khí này là một trong những bài cần phải học thuộc, nó rất hay, nên chú ý. Chúng ta xét uống thì bình thường hả? Bổ trung nói chung là như bản thân tôi cũng hay dùng đó. Thằng này điều bổ tùy vị, nó thanh dương ít khí, nó thanh dương khí lên. Ở đây có huỳnh kỳ nhân sâm, nó bổ trung ít khí. Huỳnh kỳ thì bổ về vệ khí, nhân sâm bổ về nguyên khí. Huỳnh kỳ có thanh tím, thêm cái tính là nó thanh dương, nó là quân, hai này là quân. Còn thanh ma nó cũng thanh dương khí, như sài hồ. Hợp với sâm kỳ ở trên để mà bổ ích khí, thanh dương khí là thần, hai này là thần, sài hồ thanh ma. Còn bạch trục thì trần bì nó kiện tỳ, lý khí, đơn quy nó dưỡng huyết, hai này nó hợp sức lại, nó giải quyết các cái triệu chứng lật vặt. Tại chúng ta bổ khí cũng nên có cái vị thuốc bổ huyết, là vì vậy. Là tá, còn cam thảo là sứ. Cái bài thuốc này rất hoàn chỉnh và cũng rất dễ nhớ các bạn, không có gì cho nên. Bài này là cái bài kinh điển mà phải thuộc lòng để sử dụng cho nhuần nhuyễn, bài rất hay. Ứng dụng lâm sàng, dùng trường hợp tùy vị khí trệ, khí hư, nó hạ hãm xuống, như xa cái tạng phủ nói chung, rồi cả phụ nữ bị râm kinh, râm huyết, dương khí hư nhược, dễ cảm hay ngoài tà, cái người sức đề kháng nào kém, chúng ta dùng bài này cũng rất là hay. Tăng sức đề kháng ra uống cái này không cũng tốt lắm hả? Tỷ học hiện đại cho là rối loạn tiêu hóa kéo dài, viêm đại tràng mãn tính, xa dạ dày, xa tử cung, xa trực tràng đó hả? Thang thứ hai chúng ta, thang tiếp theo là nhân sâm cách giới. Cách giới là tắc kè các bạn.
Thằng này tác dụng bổ khí, thanh phế bình chuyển. Thằng này bổ phế khí là chính, chữa hen. Cái nguyên bản ngày xưa ta dùng cái công tắc kè này chủ yếu là chữa bổ phế và chữa hen các bạn. Nhưng mà khi dùng thời gian là thấy lại nó cũng có chắc là tráng dương hả, nó bổ thận tráng dương. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà những cái anh mà xuất tinh sớm nữa thì thằng này nó có tác dụng, nó làm cho giao hộp bền bỉ là cái gì đó. Cho nên tắc kè này cũng bây giờ cũng được săn lùng dữ lắm. Ngày xưa thì chúng ta bắt trong các nó hoang, bây giờ nhiều nó nuôi các bạn. Nuôi tắc kè thì tắc kè nó có đặc điểm là nó ở trong hang hóc á. Rồi buổi tối nó mò ra nó ăn các loại côn, cho nên ta nuôi bằng cách này nè. Ta phải dùng một hòn đảo hoặc là có một cái khu nào đất nào nó nhô ra ngoài biển rồi chẳng hạn vậy, ta quay lại cho kín để tắc kè nó không đi mất. Cho ta nuôi rồi nó đi chỗ khác, người khác bắt mất rồi thôi, còn nuôi thì nữa. Cho nên người ta hay nuôi ở các cái hòn đảo, ở cái đảo nhỏ nhỏ rồi vậy. Nó không có gì, không cho nó ăn gì hết. Chúng ta chỉ việc là ban đêm đó hả, chúng ta thắp 2-3 ngọn đèn, ta treo khắp nơi ở trên đảo á. Rồi, để là các cái con phù du, các con bướm đêm đồ, vân vân á, nó bay. Rồi anh ăn đó. Tất cả nó hay cái là ở cái đuôi nó. Các bạn biết đến mùa mưa gió, khi tất bạch không cái loài côn trùng nó ban đêm mưa gió thì nó đâu đi ăn gì được. Cho nên anh tắc kè này cũng chết đói luôn, cũng thua luôn. Anh phải nằm im, anh ngủ luôn. Ngủ hết ra một mùa mưa này các bạn. Thậm chí là 2-3 tháng trời nó ngủ im ru vậy thôi. Rồi nó đói quá, nó ăn cái đuôi nó dần dần. Cái đuôi nó có thể nuôi nó 3-4 tháng, 2-3 tháng liền, không có chết đói. Nó không sao hết. Chẳng phải người ta giờ chuẩn bị giãn cách xã hội đây là coi gây vậy hả? Không mua thức ăn nhiều trữ là chết đói. Nó 3-4 tháng nào không chết đói gì hết. Nó cứ ăn cái đuôi, trong cái đuôi chất dinh dưỡng rất là nhiều. Cho nên cái con tắc kè các bạn mua nó rụng cái đuôi rồi thôi, coi như hết giá trị, không còn giá trị hết trơn. Nó phải còn nguyên cái đuôi, chứ không phải nó gãy rồi chúng ta lấy dùng, dù có dùng thì nó cũng mất giá trị. Cho nên khi mà chúng ta đi thu cái con tắc kè, chúng ta thu hái nó để bảo quản, nhưng giờ chúng ta mổ bụng nó ra, bỏ ngũ tạng đi, cắt bốn cái bàn tay bàn chân đi, rồi chọc bỏ mắt đi, hai con mắt đi, rồi chúng ta banh nó ra, lấy nẹp tre ra nẹp lại hình chữ thập, rồi lấy dây chỉ ra quấn cho nó dính chặt vào cái nẹp tre đó. Thì quan trọng nhất là cái nẹp tre mà nẹp cái đuôi, các bạn phải quấn chỉ để nó, cái đuôi nó dính vào trong nẹp tre cho nó vững vàng. Rồi chúng ta đem pho khô. Nếu tốt nhất là chúng ta rửa qua bằng rượu, rượu vừa vừa thôi. Sau khi làm chúng ta rửa bớt cái máu ấy, bằng rượu đi, rồi chúng ta phạt phục. Đừng để nó gãy đuôi nó mất giá trị. Anh ăn hết cái đuôi rồi, bắt đầu đến cái mùa thì kiếm ăn được, cái đuôi mọc dài ra. Đến mùa mưa anh là vô đó, anh ăn cái đuôi anh cứ vậy. Bài này chúng ta thấy là cáp giới hai con với một cặp à. Tốt nhất là cả đực cả cái thì tốt hơn. Rồi tan mạch mì nó trị phế nhiệt hen suyễn hả, co thắt phế quản rồi. Phục linh, nhân sâm, có bói mẫu để nó tiêu đờm, hạnh nhân để nó thông phế khí, chích tảo. Cái bài thuốc này nó vừa bổ vừa trị bệnh rất hay. Những người mà hen suyễn rồi, phế khí nó yếu hư, nói không ra hơi rồi thì thằng bài này rất là hay. Tắc kè chúng ta dùng rượu rửa sạch đi, sấy khô rồi tán mịn. Còn các vị kia tán thành bột, trộn đều, bỏ vào lọ dùng dần qua. Ngày uống 2 lần, mỗi lần khoảng 8 gram buổi sáng hoặc tối nữa. Dùng nước ấm thôi, không còn làm gì cả. Thì bài này nó chữa hen suyễn, đặc biệt là hen kinh niên, rồi giãn phế quản, rồi viêm phế quản mãn tính, rồi có và nó ốp cốt rồi hả. Thằng này bổ khí, thanh phế bình chuyển. Những
những người già mà hen đồ thì thằng tắc kè là số 1 các bạn, bạn nên nhớ. Chính vì nó nạp khí là chính, thằng này bổ phế khí những vô ở thận đó. Chính vậy cho nên khi dùng nó thì nó có tác dụng là bổ thận, nó làm cho tráng dương nè, những người sinh lý đồ yếu thằng ta tắc kè cũng rất hay. Cho nên khi mà chúng ta uống cái thuốc thang có nhục thung dung ba kích đồ đổ trọng thọ thỏ thi tử rồi để mà bổ thận tráng dương, mà nếu không có thằng này cũng kép phần hay đi. Bài sinh mật tán cũng nằm trong nhóm thuốc bổ khí, có nhân sâm, có ngũ vị, ngũ vị nó thu liễm phế khí, có mạch môn, thằng này bổ chú lực vào phế thôi. Chắc uống ngày một thang vậy, thằng chú lực là nó bổ phế, bổ phế khí. Thằng này ít khí liễm hãn, dưỡng âm sinh tân. Những người ra mồ hôi rồi nhiều hả, rồi phế khí đồ hư, tiếng nói đồ nó không ra hơi, thở hơi ngắn rồi không qua. Ở đây nhân sâm có tác dụng bổ ích khí sinh tân là quân đó. Còn bạch môn nó dưỡng âm, nó sinh tân dịch, nó bổ phế âm đó. Đồng thời các tác dụng thanh phế là mát bỏ văn là thật. Còn ngũ vị thì nó liễm phế khí, liễm phế khí rồi nó liễm hãn, thằng này cái nào nó cũng liễm hãn, liễm phế rồi liễm hãn, nó chỉ hãn là liễm hãn, hợp với mạch môn tăng thêm tác dụng sinh tân là tá sứ. Như vậy trường hợp mà những người nào mà hơi thở đồ ngắn, mồ hôi nó ra nhiều đó, trong người nó khô khan thì dùng bài này là rất hay. Đây là bài sinh mạch tăng. Đương nhiên là chúng ta khi dùng thuốc thì nó hay ở da giảm nữa, cho nên mặc dù chúng ta chỉ cần nhớ một số bài thôi, nhưng chúng ta phải nhớ các bạn, phải nhớ rõ à, để thông qua cái bài thuốc mà chúng ta đã nhớ rồi. Ví dụ bây giờ là bài bổ trung, ta nhớ là như thế rồi thì ta xem bệnh nhân chúng ta cần có thêm bớt cái gì không đó, có những triệu chứng gì mà đặc biệt nổi trội để chúng ta phải chú ý không đó. Còn nếu chúng ta không thêm vô, không gia vô thì nguyên cái bài thuốc bổ trung nó có giải quyết được không? Vì nếu giải quyết được thôi không cần gia vô chi. Bài bổ trung vì nó có sài hồ cho nên nó cũng có tác dụng là nó thanh tà ở kinh thiếu dương đó. Cho hiện tượng hàng nhật vãng lai đều có thể ứng dụng bài này để chữa, đúng không? Như bài bổ trung đó, vì nó có sài hồ tăng ma mà. Thì nếu mà lạnh nhiều thì bài này không hay rồi, ta phải gia thảo quả vô là vậy để làm ấm cơ thể, trị bất kỳ cái cơn mình nóng lạnh mà lạnh nhiều, đúng không? Cho nên ta mổ xẻ cái bài thuốc, ta nhớ rồi ta mổ xẻ bài thuốc xem đã đủ chưa, có cần phải gia giảm không, và thiếu cái lĩnh vực gì để chúng ta gia giảm. Bệnh nhân chúng ta có những cái đặc triệu chứng nổi trội gì mà chúng ta cần phải xử lý, mà bài thuốc không có những cái vị đó, đúng không, để xử lý đó thì chúng ta được không? Đó là dạng rồi. Hoặc những triệu chứng gì, cái vị thuốc nào trong đó mà bệnh nhân chúng ta có những triệu chứng mà đưa vị thuốc vô nó sẽ làm khó chịu thêm, nặng bệnh thêm, thì chúng ta bỏ mất cái ta gọi giảm thì gia giảm rồi. Cho nên khi người thầy thuốc mà ra làm thuốc là phải đối chứng lập phương. Nhưng chúng ta không muốn lập phương, chúng ta dựa vào những cái phương, tức là những bài kinh điển đây để chúng ta gia giảm thêm thì nó mới hay. Bài sinh mạch tán này trong trường hợp mà tức là lỗ chân lông rồi nó thưa thớt tức là phế khí nó hư, vì phế chủ bị mau, cái mình ngồi biểu nữa nó hư hao, nó không săn xe đổ, mồ hôi đổ ra nhiều, phế khí nó hư hao. Trong cái trường hợp mà những người mà phải làm cái việc như là nói nhiều như chúng tôi chẳng hạn, nói rồi nhiều quá phế khí nó hư hao dần, có thể mất tiếng nó không ra hơi, đúng không? Thì bài này rất hay. Mồ hôi đổ ra nhiều, nói cục khơi rồi thì bài này rất hay. Theo học cổ truyền thì dùng trong trường hợp phế khí cũng như là phế âm hư ở các bệnh nhân như ho kéo dài quá, đờm ít khó ra, khó khạc, họng khô, khát nước, mồ hôi đổ vã ra nhiều, tự ra mồ hôi,
Dạ, khí hư danh tự hả? Y học hiện đại cho là cảm nắng mùa hè, viêm phế quản mãn tính, la phổi. Theo y học hiện đại những cái chứng này nó nói ra cũng không nó định bệnh đơn giản thì trường hợp ho rồi vậy nó cứ nói viêm phế quản mãn tính rồi xong. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sang các cái bài thuốc bổ huyết. Thì các bài thuốc bổ huyết là những cái bài thuốc mà dùng chữa các chứng huyết hư, biểu hiện lâm sàng là miệng môi rồi tái nhợt, phải không, môi lưỡi rồi nhợt nhạt, tay chân đôi khi tê bại, hoa mắt chóng mặt, nếu can huyết đồ hư quá ta hay gọi thiếu máu, nó cũng hoa mắt chóng mặt lắm, hồi hộp mất ngủ là đúng là tâm huyết nó hư, bắt đầu trí nhớ rồi giảm sút, không can huyết mà nó nhiệt quá nó làm cho kinh nguyệt rồi ít chắc cái nhợt nhạt, mỗi lần ra nó ít giống đau bụng rồi dữ, trường hợp đó đều giảm huyết hư. Các bài thuốc bổ huyết thường sử dụng bao gồm như là tứ vật, thang tứ vật, đương quy bổ huyết, quy trì nó cũng có nhiều cái trường hợp, nó có nhiều sách thì nó đưa vào là bài thuốc bổ huyết, nhưng thực ra nó là thuốc bổ khí, nó đưa huyết như nhập tỳ, thế nhưng nó là bổ khí là chính, à, vì nó có cái xâm kỳ quy trục mà, nó có xâm kỳ trục bạch trục rồi không, thì nó có chắc nó bổ khí, nhưng ở đây người ta đưa nó vào dạng thuốc bổ huyết. Các bài thuốc bổ huyết thường hay sử dụng trong các trường hợp thiếu máu, suy nhược cơ thể. À. Rồi cái hệ tạo huyết đồ bị tổn thương đúng không, nó làm cho huyết đồ thiếu, thì cái bài kinh điển mà đơn giản nhất của nó cũng là tứ vật đúng không, à, bên bộ khí có tứ quân, thì bên này có tứ vật thang, còn có khung quy thuộc thượng, xuyên khung đương quy thuộc địa bạch thượng, ừ. Trong đó xuyên khung dùng cái lượng ít hơn các cái vị kia, thuộc địa ta dùng nhiều. Các bạn nhớ bây giờ thuộc địa bây giờ nó nê trễ lắm các bạn, người ta làm không đúng chất lượng cho nên thuộc địa nó không có tính ôn, à, để không để lâu được. Thì nếu thuộc địa làm đúng nó cứu chân cứu sái đàng hoàng, có thể để mấy năm liền không sao hết, à, mà tính là ấm. Tại vì sinh địa chúng ta muốn chế thành thuộc địa chúng ta phải nấu với ta chân với rượu gừng và sa nhân. Cho nên qua quá trình chân với rượu gừng sa nhân là những cái thuốc nó ấm đó, nó làm cho sinh địa trở thành ôn. Cái tính của thuộc địa là ôn, còn tính của sinh địa là hàn. Hai cái vị này đương nhiên là cũng đều chế từ cái rễ cũ của cây địa hoàng, đúng không? Cây địa hoàng này chúng ta mới học ở phần đông dược rồi. Cây này cả thời chúng ta trồng, bây giờ chúng ta không trồng nữa. Vì nó mảnh khiến nó nhiều bệnh lắm. Nó éo lá lắm. Nó quý phái quá chúng ta trồng không được. Tại vì cái vùng khí hậu nó ở xứ hàng đó hả? À, xứ ôn đó bên Trung Quốc rồi. Còn qua chúng ta xứ nhiệt đới nên đủ thứ bệnh, sinh đủ bệnh. Chăm sóc mạch. Nên cuối cùng trồng nó không có năng suất gì hết. Nên thông thường Trung Quốc rồi chúng ta mua hết. Mấy vị, mấy thứ mà hồi xưa chúng ta trà cố ra con trồng. Cũng có nhiều cái cây chúng ta trồng được. Nhưng nói chung năng suất đồ kém. Vì nó không hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Thang tứ vật thì chúng ta cũng sẽ uống hàng thang nè, thằng này bổ huyết, điều kinh không con. Ở đây thuộc địa, nó tư thận, bổ huyết, nó là quân. Còn đơn quy nó cũng bổ dưỡng can huyết, thằng này bổ về can huyết. Thằng thuộc địa chắc nó bổ khía cạnh thận huyết, thận âm, thận huyết. Còn thằng đơn quy nó bổ về can là chính, nó hoạt huyết. Là điều kinh, rồi bạch thược nó dưỡng huyết, nó liễm âm, cùng là thần. Còn xuyên khung nó hoạt huyết hành khí, nó sơ thông kinh mạch, là tá sứ luôn. Xuyên khung nó còn dẫn thuốc đi lên nữa, vì xuyên khung nó khai út thượng hành, mà thượng hành nó đi lên các bạn, nó khai út và nó đi lên.
trên một số cái bài thuốc để mà tăng cái tác dụng đi lên, người ta cũng hay đưa cái chân cung vào, nhưng nó là nằm trong một trong 40 vị thuốc bổ yết điển hình. Y học cổ truyền nói chung cái hội chứng huyết hư, can thận là huyết hư, còn y học hiện đại cho là thiếu máu, rối loạn kinh nguyệt. Nếu chúng ta gia giảm bài tứ vật này, chúng ta sẽ có nhiều bài thuốc khác nhau như là tứ vật đào hồng, là tứ vật giai đào nhân hồng hoa, tầng này nó hành huyết, hoạt huyết là tứ ứ là chính. Trong trường những trường hợp nào mà kinh nguyệt đồ mà không ra bế kinh đồ thì chúng ta uống tứ vật đào hồng là nó đương nhiên sẽ ổn định, vì nó vừa bổ huyết mà lại có hai vị thuốc, nó hoạt huyết rất mạnh hả, phá huyết ứ đúng không? Đó là đào nhân và hồng hoa. Đào nhân hồng hoa thường đi với nhau, ta gia vô thang tứ vật, chúng ta được cái thang gọi là tứ vật đào hồng. Rồi giao ngại thang, chúng ta dùng cái tứ vật ta gia thêm hai giao ngại diệp, cam thảo để mình trị chứng như băng lậu động thai rồi ha, chúng ta dùng cái thang giao ngải. Nếu động thai ra máu, chúng ta sao cái ngải diệp, sao đen ngải diệp đó, chúng ta dùng cái thang này để mà trị chứng động thai ra máu rồi không? Ta gọi là giao ngải thang. Rồi các bạn dễ làm tí, các bạn dễ làm chút rồi chúng ta thông thả rồi có gì ngày mai chúng ta để dành 6 tiếng thôi, chúng ta sẽ học thêm bên ngoài một chút hả, tôi sẽ trao đổi các bạn nếu có thời gian thì chúng ta tìm hiểu thêm cái lưu sang mặt cuốn mà thầy cho em hỏi cái này cái thầy à. Thưa thầy là trường hợp nào thì mình biết đó là mình uống thuốc mà tỳ vị không có khả năng hấp thu cái thuốc đó thầy, thì nó biểu hiện là say thuốc hay là nó bụng hay là cái gì đó thầy? Không, đầu tiên uống vô nó tỳ vị không, chúng ta biết nghe chứ, đầu tiên vô uống đau bụng nghĩa chảy liền đúng không? Thế giờ bây giờ cho nên là nếu như chúng ta dùng cái thang thuốc đó mà tỳ vị người ta yếu, mà chúng ta người ta uống vô thấy lịch trịch, soi bụng nghĩa chảy thậm chí nghĩa té re luôn vân vân á, thì chúng ta đừng hốt hoảng gì đó, do tỳ vị ta yếu mà chúng ta không để ý, thì chúng ta nói người ta là nướng 5-7 lát gừng gì đó bỏ vô thang thuốc sắc thì nó sẽ ôm uống sẽ được biểu hiện đó chứ không? Không phải say thuốc rồi gì hết á. Còn mình uống vô mà mình bị giống như mình say sẩm lắm á thầy, xong rồi khoảng nửa tiếng sau thì mình hết đó, thì cái đó là do cái đó thể trạng, cái đó trường hợp đó là nên thêm mấy vị thuốc bổ khí như là tâm kỳ rồi vô thêm. Người đó là thường khí hư mà uống thuốc vô không để ý cái dạng đó. Nếu tỳ vị yếu thì uống vô thấy đau bụng nghĩa chảy luôn, còn uống vô thấy say sẩm chóng mặt rồi do khí nó hư đó. Và thuốc vô nó đột ngột, nó làm cho cơ thể chúng ta chống đỡ lại không được. Cho nên những đối tượng đó thì khi mà làm sao á, những thang sau chúng ta thêm chút đại nhiều đẳng sâm bình kỳ vô để nó bổ khí thì uống vô nó sẽ ổn à. Yeah. Còn cái anh mà tùy vị là uống vô đau bụng té re đó thì đương nhiên chúng ta cho cái gừng nướng vô là thấy im liền thế cũng không có gì khó khăn cả. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi chúng ta ra một tí các bạn.